cho rượu hồng đào chưa nhắm đã say, hỡi người du khách về đây sông Hàn gió một tấm thẻ bài có ba con cờ nhỏ, hiểu chúng tôi sẽ ngẫu hứng sóc một con cờ kèm cô hát dân ca. Ai người được chúng cả ba mời lên đây để nhận quà của chúng tôi. Bà con đã hiểu cả rồi, bài tròi xứ Quảng chúng tôi xin bắt đầu. Phóng đại về tới đường Trường Chinh, giữa đường tiện nghe nổ cái ình, giữa đường xe anh nổ cái ình. Vậy là anh dắt bộ một mình với con xe. Bà con ơi là cái con chính xe, con xe ra rồi. Bướm hoa chờ hoa đời người thương.
vạn dặm sương mờ, năm canh có kẻ đợi chờ, đợi chờ năm canh. Mong chàng bán hổ đề danh, chứ mong chàng bán hổ đề danh. Bao năm đèn sách là anh nhất trò. Ê, bà con ơi là cây con nhất trò, nhất trò đó ra. Chuyện chi thì cũng từ từ, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chứ đừng có răng rứa mi tao, cùng mang trợn mắt cãi nhau. Âm âm ơ bà con ơi là cái con âm âm, ông âm ông ra rồi. Chị Tân ơi, anh Lê ơi. Ủa ai thế này? Chứ chi hai vợ chồng cãi nhau dữ vậy? Dạ, tôi không có nhiều chuyện đó nghe. Dạ, dạ, đâu có cãi nhau đâu chị. Nói chuyện thôi. Ủa mà chị qua nhà có chuyện chi không? Chi mô qua gặp Đê tí. Có anh Đê hả? Mới gặp anh Đê tí. Tôi nói chuyện em tới nha. Anh Đê chị dạ. Cái hôm vừa rồi á, anh đi họp ở trên phường anh kìa. Anh á là cái người đầu tiên hưởng ứng cái phong trào mà bảo vệ môi trường đúng không anh? Đúng, chính xác rồi. Tôi trai nữa. Ông nói gì thế chị? Oi lắm. Phát biểu oi. Ồ, để tôi nói lại nghe. Dạ, dạ. Như vậy nè. Kính thưa quý phường, chuyện chi cho cái chuyện môi trường á, thì nhà tôi không có lối thôi, bà vợ tôi bà sợ nhất cái mùi hôi của môi trường. Dạ đúng rồi, được đó. Dạ đúng rồi. Mà rác đấy nè, chục cái nè, rải đầy đường. Chúng ta gió bay thổi tổng qua vườn nhà tôi. Trời đất ơi, hũ bể châm vải với son nồi, mưa xuống nước đọng thì ôi thôi mũi bay về. Trời đất ơi. Còn thuốc lá trời ơi, ông hút hả hê. Thuốc Excel ông cũng hút. Cái gạch tàn con mèo nó bay vèo nhà tôi luôn. Mà đi lên họp tổ họp phường nói như đúng rồi á chị. Dạ. Nè, rác nhà anh á mà còn qua nhà tôi nữa nghe, là tôi đưa anh lên. Thôi mà chị Quyên này, mình là cái chỗ hàng xóm láng giềng, tình thương mẹ thương. Đúng rồi. Tôi có sai thì chị góp ý chứ đưa lên phường làm cái gì. Nhà tôi thì ở bên đây, ngay đầu ngọn gió đôi khi cũng phiền. Thuốc lá tôi không có ghiền. Trời sao trời ơi không ghiền. Nhưng mà lâu lâu làm vài gói để thăm miền xa xăm. Buồn buồn rồi thằng bạn nó lại châm, điếu Excel hút thử cái tình thâm của bạn bè. Cùng chung vẻ với hũ vải sau hè, tôi có thấy mũi với thấy mẹ chứ đâu. Nhưng mà chẳng qua là lâu lâu có vài con như con sâu, rồi lớn lên nó bay nghe như câu rủ hời. Trời ơi là hỡi ông trời, mũi bay mộng tưởng tượng câu rủ hời hả ông? Ông về ông chổng cái mông rồi dòm vô trong cái vải, ông nghe trong nghe con gì? Rồi qua đây, ông qua đây rồi tôi nói ông cái con chi chi nè, cái con mà nằm trong cái vải tức thì. Tức thì con tam quăng, bà con ơi là cái con tam quăng, tam quăng nó tới rồi. Kìa đã tới, trống nổ đã dục vang, hiểu đâu? Dạ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, phần quà để tặng cho người may mắn trúng thưởng đó nghe. Dạ. Vâng, thưa quý vị, và con quăng trò ầm chính là con cờ đã kinh. Xin mời quý vị cầm tấm thẻ bài có con quăng trò ầm là con cờ trúng thưởng. Chúng ta ngồi tại chỗ và hiệu của chúng tôi sẽ phát đến cho quý vị những món quà vô cùng hấp dẫn.
Mừng Tết đến ta lọc đêm nhà nhà cái đèn vàng cái nó hồng hồng tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến và tù của bên đất hồng và đôi bánh trưng xanh chờ xuân đang xa.